Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Alimechina. Ở trong đấu phá thương khung, Mirotoa hay Huân Nhi mặc định chính là người nhún của Tiêu Viêm, được kết nạp vào đội làm vợ. Tuy nhiên trong hai người ai sẽ là làm vợ chính thức của Tiêu Viêm, ai cũng nghĩ Mirotoa là người được kết hôn đầu tiên. Nhưng điều đó là không phải, mà có một người con gái khác nữa. Ở lần bình luận về video này anh em của mình xem về, tất tần tật về Hân Lam người vợ đầu tiên của Tiêu Viêm. Thứ nhất, tìm hiểu sơ lược về gia phả của Hân Lam. Hân Lam đến từ gia tộc Diệp gia tại Trung Châu. Gia tộc này từng làm mưa làm gió về trình độ luyện thuốc. Họ có truyền thống nhiều đời có chân chức trưởng lão tại Đan Tháp. Nhưng nhiều năm trở lại đây, thế hệ vàng của Diệp gia dần dần lụi tàn. Không ai bước vào luyện sư 6 sao. Nếu chuỗi 5 tháng kéo dài không có thành tích thi ở Đan Tháp kỳ này, Diệp gia sẽ bị mất chức trưởng lão. Đồng thời gia tộc Diệp gia sẽ bị thoát khỏi giới thượng lưu. Thứ hai, về Hân Lam. Hân Lam là cháu gái của Diệp Trọng, đại trưởng lão của Diệp gia. Hiện tại cô đã lên đường đi đến học viện Già Nam tu luyện. Ở nơi này Hân Lam hay khoe hàng bán thuốc chất lượng cực cao. Do cô bước vào luyện dược sư tứ phẩm. Trong lần Hân Lam đang đứng trên sân luyện dược để luyện chế thuốc thang, cô hóng hớt được Tiêu Viêm, nên Hân Lam đã nghe trộm được cuộc nói chuyện giữa Tiêu Viêm và đại trưởng lão Tô Thiên. Hân Lam và Tiêu Viêm có một bản án hợp đồng kinh tế cho cả hai. Tiêu Viêm chấp nhận đi xin Đan Tháp thay Diệp gia, thì cô sẽ tiết lộ bí mật của dị phả Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Vì vậy, sau khi Tiêu Viêm giải quyết hết việc ở nơi này, hắn mang theo Hân Lam, Tiểu Tiên tự nhiên đi đến Trung Châu. Thế nhưng trong thời gian đi bằng đường không gian trùng đông, nhóm Tiêu Viêm vô cùng may mắn khi gặp gió lốc bão bùng nơi này, khiến bốn người Tiêu Viêm, Tiểu Tiên tự nhiên lạc mất nhau. Hân Lam trở về Diệp gia. Về phần Tiêu Viêm, sau khi đập phá đá nhau chán chê ở bờ đê nhiều lần, hắn đi đến Diệp gia giải cứu Tiểu Tiên. Khỏi nạn săn trộm của người băng hà cốc đấu tôn vây bắt. Sau đó Tiêu Viêm thực hiện lời hứa với Hân Lam làm người đi thi luyện sửa ở Đan Tháp. Vì vậy Hân Lam và Tiêu Viêm đã phải làm một cái đám cưới giả. Tất nhiên Tiêu Viêm và Hân Lam không có ngủ chung với nhau, chứ được ngủ trong hai người cũng thức đến sáng. Để nói chuyện về dị hỏa Tam Thiên Diễm Hỏa đang bị Đan Tháp bắt nhốt phòng online, dĩ nhiên Hân Lam cũng trợ giúp Tiêu Viêm rất nhiều trong việc chữa bệnh ánh nam độc thể cho Tiểu Tiên. Khi cô có đề xuất tố một chai ninh cho Tiểu Tiên xuống cây giếng dương hỏa cổ đan, do đó mà Tiểu Viêm mới tìm ra cách trợ giúp Tiểu Tiên có dương hỏa phong ấn ánh nam độc thể một chỗ trên người. Từ đó Tiểu Tiên tùy sử dụng ánh nam độc thể chiến đấu. Còn về Hân Lam, khi đi đến Đan Tháp cùng với đám người Tiểu Viêm, cô chỉ sắp xếp chỗ ăn nghỉ cho họ, đồng thời xem các tin tình báo ở bên ngoài. Hân Lam kết thúc sự kiện Đan Tháp. Khi Tiêu Viêm giành tốt một luyện dược Đan Tháp, cô trở về Diệp gia phục vụ trên con đường luyện thuốc của mình. Và Diệp gia vẫn có một chức chân trưởng lão tại Đan Tháp mà không bị mất chức. Hân Lam nhanh chóng đột phá lên luyện dược 5 sao. Kết thúc bộ phim cũng không được nhắc đến nhiều nữa. Cảm ơn anh em đã xem hết video lần này.